Có nhu cầu ổ cắm nhật xịn, cửa hàng lại có vài chiếc đang lên, mời anh em cùng xem nhé. Mấy cái ổ cắm này thì công suất chịu tải đều là 1500W anh em nhé. Đây đang ghi này, 1500W tất đó. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy cái là dây nó to, cái dây nhỏ hơn. Thì các bác đừng vội nghĩ là cái dây to nó ngon hơn dây nhỏ anh em nhé. Bởi vì thật ra cái to này này là cái vỏ bọc thôi, còn lõi của nó thì nó cũng chỉ như cái này. Đó. Có những cái dây nó còn lõi bên trong nó còn nhỏ hơn, đúng thì nó mới là lõi. Còn cái này thật ra nó là cái vỏ bên ngoài, nghĩa là cái vỏ tròn bên ngoài. Còn bên trong của cái lõi này, cái phần kim loại của nó xịn lắm anh em. Nó kim loại của nó tốt. Đây tôi có 3 loại giá cho anh em. Cái ổ như này vẫn bán 150.000 cho anh em. Có cái dây dài, dây ngắn, cái này dây rất dài. Cái này dây rất dài. 3 lỗ. Ổ cắm chân dẹt anh em nhá. Anh em lưu ý là chân dẹt là chân như này. Có nghĩa dùng cho các thiết bị bãi, hàng bãi. Đó. Cái này 150.000 này, đây ghi 150W này. Đó, cái này thì dây ngắn hơn, dây này chắc tầm mét. Cái này rất thích hợp cho bác nào thích sự gọn gọn gàng. Hai cái này 150.000. Đó. Hai cái này 300.000. Hai cái này 300.000 của 4 lỗ. 4 lỗ. Dây nó làm vỏ to đùng. Tí nữa tôi cho anh em xem một cái dây mà nó làm nó kiểu nó không làm vỏ bên ngoài này. 1500 Nationa này. Đây, Nationa hay gì đây. Đây còn ghi cái tem American như ghê. Đều 1500W hết. 15A. Thằng Nationa này có cái đầu cắm ghê thật. Ghê thật anh em ạ. Như cái này về thì các bác có thể phải bẻ một cái này đi. Bởi vì nhiều khi là cái ba chân này thì không hợp. Đây có cái này nó có công tắc này, 350. À, công tắc thì trông nó tiện dụng hơn một chút. Giả sử anh em nó thích cái nào, thích tắt cái này thì tắt nó đi, đó đúng không? Đó. Nghĩa là 150.000 này, 300 này, 350.000 này. Đây tôi cho anh em xem một cái mà nó làm không có vỏ bọc nhá. Cái dây của nó xịn lắm anh em ạ. Nếu mà có cái đoạn nào mà nó bị hở nhựa ra, mình biết là cái lõi bên trong kim loại của nó. Thì cái vật liệu này nó quan trọng là cái phần kim loại bên trong nó xịn thì là nó chất lượng thôi. Thì là nó bền nó tốt. Đấy, báo giá cho anh em mấy cái này. Ok.